Hello, hello, lại là em đây, đồng hồ Quốc An và những chiếc đồng hồ é mùa World Cup. Xin chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một vài cái đồng hồ nữa. Đây, con này là con đầu tiên trong clip này. Em này là con đồng hồ xóa nợ. Con này cũng lụm ở cầu, cây cầu xóa nợ, treo lơ lửng. Và anh này anh nhảy lầu nhảy cầu nó vướng lại nên nó cũng đứt cái khóa rồi. Em sẽ ráng thức đêm thức hôm sưu tầm nghiên cứu tìm kiếm cái khóa cho mấy anh. Nước vàng thì cực đẹp, mới độ mới cao lắm rồi. Con này cái xe mặt bao nhiêu? Em này size mặt là 28.5, chiều dọc là 35 luôn càng. Ngay cái góc, mấy bốn cái góc này thì nó có file nha, file nhẹ. Citizen này hết pin rồi, để em lấy pin em thay vô cho bao chạy. Cái dòng này thì máy móc là đẹp. Dòng này máy lúc nào cũng có chân kính nữa. Đúng bốc luôn ha. Máy đẹp ghê. Máy đỉnh luôn. Có chân kính luôn ha. Pin vẫn còn mà hết rồi. Đây lại. Mấy bạn ché luôn, đẹp ghê. Cái mông của em nó đây. Rồi con này em sẽ bán với giá là 340k, mã là G1. Kiểu viết này to quá. Tiếp tục là một em Seiko, Seiko ba quả núi. Mặt này rất là đẹp ha. Mặt này nó giống như cát vậy. Chiếu 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 đẹp không? Kim cọc số cả đá đen luôn nè. Em này size mặt là 27, chiều dọc là 36 luôn càng. 27 nhân 36. Đây có một bộ dây da. Dây này khá xịn, dây này dây của Nhật về nè. Dây 19. Đó. Đây nó để số 19 này nè. Thường của Nhật Bản đồ nó mới có số lẻ nè. Dây của Việt Nam mình đa phần không có số lẻ đâu. Thường là Việt Nam mình là 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Cả máy luôn, mấy con này máy đẹp. Đây, máy này máy của Sekodon. Máy mỏng, cực mỏng, có dì quèo 5G. À, 6G quèo. Giữ giữ giữ. Hàng giữ.
mặt cực đẹp nha. Con này em bán là 390. Mã là G2. Ráng gom tiền đi theo Maxi. À, tiếp nha mọi người. Tiếp theo là em này đi, Reguno. Em này năng lượng mặt trời nha. Hai ô cửa lạch. Pin này trâu, bao trâu bò. Xe mặt chiều ngang là 36. Độ mới thì khá cao. Đó. Reguno là con của Citizen. Dây này là dây khóa thông minh, khóa trượt. Đây mông của em nó đây. Đó, đây mông giờ. Cái vỏ này thì làm ở China. Máy ra bằng máy của Citizen. Con này pin trâu nha, pin pin trữ trâu lắm. Con này em bán 330. Mã là G3. Đây là em Charles Von. Xoay. Kim cọc số dạ quang siêu sáng. À nắng Reguno này chưa thử dạ quang. Có luôn. Kim cọc số dạ quang luôn nha. Con này núm cổ chai nè, một ô cửa lật gốc 3 giờ, đang hết pin, em sẽ thay pin nha. Dây này không zin rồi. Dây gì á? Mẹ go nó cũng lạ lạ, khá đẹp. Xe mặt là 38, không tính núm. Lên tay. Khá đẹp ha. Con này em bán 360 luôn. Ráng kiếm hàng bán 200 chứ dạo này Messi mất đồ nó. Mã là G4. Đây là con Seiko chống bạc Silver Way. Dòng này anh nào lớn tuổi sẽ biết nữa. Nấm chỉnh góc 4 giờ, hai ô cửa lịch. Dây khóa nguyên zin Seiko. Kim cọc số cà đá đen. Đang hết pin nha, bảo bỏ pin nha, bảo đảm bao chạy nha. Xe mặt con này là 35, chiều ngang chiều dọc là 39 luôn càng. Lên tay khá đẹp, dây ngắn nhưng mà do dây hơi ngắn, dây này 17 thôi. Con này bán 380. Mã là G5. G5
Rồi đây một em Citizen. Em này pin năng lượng. Kim cọc số dạ quang siêu sáng. Cái kim sáng rực đã không? Kim dây nó có cái đầu dạ quang luôn. Dây khóa nguyên zin Citizen luôn. Mông đẹp. À, con này làm ở sản xuất ở Korea này. Dây 18 đeo hơi kích. Tay em 18 18 đeo hơi kích. Này 17 năm đổ lại thôi ha. Size mặt là 39 không tính núm. 385 á, chưa được 39 đâu. Con này 420 nha. Pin năng lượng bao bao bền. Pin bảo hành 6 tháng. Mã là G6. Đây là con tổng thống. Dây bao cao su. Vỏ xanh, nhựa xanh rất là đẹp. Con này trong bao chống nước luôn. Chống nước ác lắm. Tại vì em thay pin em thấy nó tới hai lớp. Mông nó hai lớp được. Cực đẹp ha. Đeo này trẻ trung. Con này size là 39, không tính núm. Chiều dọc nó là 47. Lên tay đây. Đó, đẹp chưa? Đeo này mà đi chơi rồi đi đòi nợ cũng được. Đòi nợ đeo con này được. Mông là một miếng vàng. Miếng vàng là 9 số 4. Con này vẫn 300k. Mã là G7. Này bán 89 còn này. Đây là con Citizen Phọc Ma. Citizen Phọc Ma này toàn mấy vàng không nha. Dây này là dây hiệu Bambi xì tan lít teo. Con này là ma dê in da băng luôn nè. Tôi coi cái máy. Mấy con Citizen là phải có máy. Phật ma đồ, mấy dòng này máy ác lắm. Máy này lúc nào cũng toàn máy vàng, có G-Wail, có đồ. Đã lắm. Đó, thấy chưa? Đó. Dạ. Lúc nữa lấy đồ và bấm lại. Dây dài ha. Dây này đeo cổ chân luôn. Sao mặt em này à? Ba mươi sáu không tính núm. 42 luôn càng. Đây mấy con này lịch sự. Đẹp. Con này thì kim cọc số không có dạ quang nhưng mà cài đá đen. Đá đen nó mắc hơn dạ quang nhiều lắm. Rồi con này mã là G8. Giá con này là 300 80.000 luôn.
Đó. Rồi, hôm nay em lên vậy thôi. Mùa này ế ẩm mà chủ yếu lên chút xíu kiếm ít tiền Hùng với Messi. Ráng 2 giờ đêm hôm nay gom gom tiền cái cho nó ngon. Chứ bữa giờ Ronaldo rồi Neymar gì lấy của em quá nhiều tiền rồi. Bây giờ em ráng em lấy lại. Rồi anh nào mua mà chuyển khoản hết luôn trong ngày hôm nay trong cái clip này là em bớt cho mỗi người mỗi con thêm 50.000 nữa. Em cần lấy tiền gấp để mà em tối nay em hùng với Messi nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.